Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Doanh Audio. Ở trong video này em chỗ này toàn loa rồi các bác nhé, toàn loa chung, loa check rồi loa bass các kiểu các bác nhé. Đấy. Đến từ các hãng như là Victor, Sony, Onkyo, Kenwood, Euler, Diatone. Thì trong video này em sẽ báo giá luôn và đo kích thước, kích cỡ loa cho các bác. Đấy. Thì cả bass 25 này, bass vuông của Sony này. Thì em cứ giới thiệu từng chiếc một, từng cặp một. Ở đây có một lạc loài thì có đây chỉ về có một chiếc này. Thật ra cái kia về thì đáng nhẽ có một đôi nhưng mà cái kia về nó hỏng rồi. Em chỉ có thanh lý một chiếc thôi. Có mỗi một chiếc em thanh lý 300.000 thôi nhá. Đấy. Tất cả loài em sẽ đấu cho nó hát. Đấy, sau đó em sẽ đo kích thước cho các bác. Cái đem 300.000 đồng các bác nhé. Giá này thì giá gọi là giá Việt trai rồi. Đây. Đường kính ngoài này là chuẩn là 20,5cm nhé. Còn đường kính giữa là 20cm. Màng giấy gân vải zin theo loa các bác nhé. Đấy. Đây là cái logo của Pioneer này. Đấy. Xương vàng óng này. 300.000 đồng các bác nhé. Các bác về lên thùng. À, làm gì thì làm 300.000 thôi. Bằng giấy này, những cái loa này chắc chắn nó hàng tháo thùng hay bao zin cho các bác nhé. Đấy. Đây rất là sâu của Pioneer, mỗi một chiếc 300.000 đồng. Tiếp đến là một cặp của Onkyo Malaysia 25W 5,5 ohm Onkyo này. Cụ từ thì to đúng không cái màng loa này. Đấy. Những cái dòng Onkyo này thì về các bác, nếu các bạn nào xem nhiều về loa Onkyo ấy, thì những cái dòng loa bass 12 này đều phải thay lại gân hết các bác nhé. Đây là gân mút. Đấy. Nếu mà em không nói thay gân, các bác về nhìn ấy, có khi còn không biết là gân thay hay chưa, vì họ làm gân các bác này rất chỉnh chu và nét căng các bác nhé. Đấy. Em sẽ test tiếng, sau đó em sẽ đo kích thước cho các bác. Cặp này em cũng để cho các bác giá có 300.000 đồng. Và những cái sản phẩm này các bác lưu ý em không bao ship thôi nhé. Đấy. Các bác phải muốn làm súp hay làm loa chung đều được. Đấy. Đây như kích thước của đường loa giữa, đường chéo ốc là 12cm nhé. Còn đường phía dưới là 8,5cm. Cụ từ thì to vật luôn, 8,5cm Onkyo. Đây là một cặp. Xin lỗi các bác, em đá vào cái chân quay nó di chuyển một chút. Đây, đây là một cặp Onkyo Bass 12 giá 300.000 đồng. Đấy, quá tuyệt vời luôn. Tiếp đến là một kia cặp bass vuông của Sony. Rất gấu luôn các bạn. Japan này. Dòng bát vuông, dòng bát này thì cũng rất hiếm trên thị trường các bác nhé. Bên trong này, cái màng này các bác nhé, dưới gầm này là bằng nhôm này. Đấy. Cổ xương vàng óng luôn. Cái này em chỉ test một chiếc thôi. Đây. Cái này thì loa bát vuông này cũng phải thay lại gân được các bác nhá. Dòng bát vuông này các bác xem thì thị trường rất nhiều cái dòng bát vuông này bị mục gân nhá. Đường chéo ốc này là 20cm. Ở đường phía dưới là 14cm. Nam châm kép cổ to vật luôn các bác nhá. Đường kính nam châm dưới khoảng 9cm thôi. Đấy. Nam châm kép màng zin gân zin. À, màng zin côn zin chỉ có gân này phải thay lại thôi nhá. Gân là gân vuông, loa bát vuông. Em thanh lý cho các bác chỉ có 700.000 đồng thôi các bác nhá. Đấy. Cổ rất to luôn, cầm một cái cặp loa này rất nặng các bác nhá. 700.000 đồng thôi. Hàng toàn gì, hàng là bản Nhật hết. Tiếp đến là cái cặp này là của Onkyo. 540W một chiếc này. Đấy. Cổ xương vàng óng luôn này. Đấy. Cái này thì cũng thay lại gân rồi nhưng mà nó thật các bác ấy, cái keo chỉ họ làm này quá xuất sắc luôn các bác nhá. 600.000 đồng. Cặp này thì
Đường kính ngoài cùng là 17 cm. Đây, cái này gọi là bát 10, gọi là bát 16 này. Đây, đường kính chéo, đường chéo ốc là 16 cm này. Đấy. Còn đường phía dưới là 11,5. Củ từ cũng rất là to, 9,5 cm các bạn. Bác để ý thì những cái dòng loa test này test thì nó rất khó vì khi loa lên thùng thì chất âm sẽ hay hơn rất là nhiều. Đấy. Đấy. Bình thường là nghe không thùng nghe cảm giác tiếng bát cũng đánh hay hay được bác nhé. Đấy. Đấy. Bát 16 các bác nhé. Đấy. Con kêu cụ từ rất to. Phương vào ống luôn, on kêu. Toàn những cái thương hiệu Nhật thôi các bác nhé. Ở đây là cặp này là của Kenwood Japan này. Cũng dòng 500 kép. Cái này thì cũng phải thay lại gân. Như các bác nhìn cái đường keo họ làm này, quá xuất sắc luôn. Đúng là không bảo các bác thì cũng khi đến ngay cả bản thân em bán loa đây, nhưng mà nhìn như này, nếu mà không nhìn vào cái chỗ này ấy, đây này các bác này, thay gân thì nó sẽ chèn qua cái chỗ bản ốc này, nếu mà không nhìn trực diện vào đây ấy, thì không biết là thay gân hay chưa được các bác nhé. Thật sự họ khi mà họ đã chuyên về cái gân làm gân loa thì họ sẽ làm rất là chỉnh chu và cẩn thận. Đường treo ốc ở đây, đường kính ngoài là 17, còn đường treo ốc là 16, còn đường treo ốc là 11,5. Củ từ kép của Kenwood giá cũng chỉ có 600.000 đồng thôi các bác nhé. 600.000 đồng bán những cái cặp loa này thì tôi thật các bác chỉ là gỡ lại cái tí vốn thôi, chứ còn cũng chẳng có lời lãi gì cả. Thùng thì hỏng các kiểu đấy, cũng chỉ lấy lại được ít vốn bỏ ra thôi, chứ cũng có cái bát 16 này có 600.000 đồng các bác nhé. Cái bát này rất rẻ rồi. Cặp này là của Diatone này. Diatone Made in Japan, ghi 6 ohm mà 20W này. Cái này là bát 20 rồi. Đường treo ốc đường treo ốc 22 cm các bác nhé. Đây còn là bát 22 này. Treo ốc là 15,5. Củ từ thì cũng khá là to, 9 cm. Cặp này em cũng thanh lý cho các bác chỉ có 700.000 đồng thôi nhé. Các bác cứ ướm vừa thùng nhà mình lên thùng. Sắp tới có cái dịp nghỉ lễ 30/4 thì các bác về rồi có thời gian lên thùng. Bảy trăm ngàn đồng quá bèo luôn các bác nhé. Ở đây là một cặp chép của Victor, quá khủng luôn các bác nhé. Cặp này cực kỳ khủng luôn, của Victor 5 ohm mắc 60W Japan này. Củ này thì quá chất luôn các bác nhé. Cái này nó chưa qua phân tần thì nó sẽ như thế này. Của các bác khi mà lắp trên loa có tụ cả tép ấy thì tiếng tép cực kỳ tơi và sáng các bác nhé. Tép cái màng tre này, cái mạ vàng rất đẹp luôn các bác này. Đấy. Trong cái đường kính loa chép các bác ạ, rất khủng luôn. Đường kính ngoài tận là 15 cm các bác nhé. Đấy. Đường treo ốc ngoài là 13. Đấy. Còn đường phía dưới ấy là 9 cm, cực kỳ khủng luôn các bác nhé. Nam châm thì to vật, nam châm đường kính 10 cm các bạn, quá khủng luôn của Victor. Đấy, giá chỉ có 800.000 đồng các bạn nhé. Đây là chiếc còn lại. Đấy, Japan 800.000 đồng, quá bèo các bạn nhé. Đấy, toàn hàng tháo thùng hết.
Đây là cặp loa chung của Sony các bác nhá. Đấy, các bác nhìn trong loa chung nó quá khủng luôn. Dòng này em không nhớ nhầm nữa là G3 hay G5 gì đấy. Các bác có thể nhìn này và search trên mạng. Em không nhớ không nhầm lắm nhưng không khả năng là G3 hay G5 gì vậy. Em không không nhớ lắm. Nhưng mà dòng Sony là dòng của dòng loa dòng G. Đấy. Đây là dòng cặp chung của Sony. Cái này là xương gắng đúc các nhé, xương gắng đúc các nhé, đây tất cả xương gắng đúc hết này, đấy. Sony đây, 8 ohm Mark 30W Made in Japan, đấy. Trên này cũng dập nổi Japan hết này, Made in Japan, đấy. Ở đây là cái lỗ này, nó nhìn thấy cả cái nón loa các nhé, đấy, cực kỳ khủng luôn. Chỗ này là 11,5, đường cho ốc là 13. Đường dưới là từ đây như 9 cm các bác nhá, 9 cm, giá 700.000 đồng, cặp chung của Sony các bác nhá. Đây còn cái chung nữa của Sony ấy, cũ quá đẳng cấp luôn, nhìn chất là chất, chung xương gang đúc. Cuối cùng là cặp Bass 25 của Victor, xương gang đúc cực kỳ chất luôn các bạn. Đấy, Victor Mark 60W này, Japan này, đấy. Củ này. Đây là gân này, gân vải các bác nhé, gân vải trong suốt, gân vải trong này. Đấy. Mà là màng giấy này. Đấy. Trên này xương gắng đúc này. Cầm một cái chiếc loa thôi mà cũng mỏi cả tay các bạn. Đường kính ngoài cùng 29 cm, đường cho ốc ở đây là 26 cm, quá chất luôn. Đấy. Nón này, nón vải coi nhé, nón vải ấn vào nó sẽ tự động nó lại nhảy ra, rất là hay. Dòng này các bác lên thùng hát cái đầu kệ cũng được các bác nhé. Không có thùng thôi mà nghe tiếng bát tôi đánh cũng rất là huỳnh rồi. Cặp này thì em để cho các bác với giá là chỉ có 1.500.000 đồng thôi nhé, 1.500.000 đồng, củ quá chất luôn. Victor Nhật xịn, quá chất luôn các bạn. Rồi các số điện thoại để chỉ mua hàng 0961 22 555, lúc nào hiển thị ở dưới góc phía dưới này cũng nhìn thấy bảng tên nhà em đây, 0961 22 555. Cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.